Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là liên quan đến vấn đề Tàu Cộng. Cho đến bây giờ, Tàu Cộng vẫn không dám công khai phản đối Nga về vấn đề chiếm Ukraine. Ban đầu thì Tàu Cộng tuyên bố rằng họ không lên án lý do là vì cuộc chiến chưa rõ rệt. Rồi sau khi 3 tuần lễ xảy ra cuộc chiến Ukraine, dân Putin thảm bại và Ukraine thắng lợi đồng thời trên 30 quốc gia ủng hộ thì tổng cộng Red run cho nên mới nói rằng chúng tôi không đồng ý trong vấn đề Nga chiếm Ukraine và bây giờ tuyên bố hạ cấp vấn đề ngoại giao với Ukraine. Theo như tờ Financial Times xuất bản ở London cho biết hiện nay thì có 30 quốc gia trên thế giới dẫn đầu là Mỹ và Liên minh Âu Châu NATO đã tuyên bố công khai ủng hộ tiền bạc võ khí và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Đồng thời trừng phạt phong tỏa kinh tế của Nga đã làm cho Nga mất hàng ngàn tỷ đô la. Vì thế đến giờ này Nga vẫn không có tiền để trả nợ cho các con nợ của thế giới. Cơ quan S&P Global Agency là công ty mà lướt giá về tài chính của địa cầu nói rằng là Nga giờ này đang phải đối diện với sự khủng hoảng tài chính Và đến ngày mùng 4 tháng 4 vừa rồi là một hạn chót để mà trả nợ 653 triệu đô la. Nga vẫn không có. Nga mới được gửi liều qua cho cơ quan quốc tế về nợ nần ngân hàng thế giới. Nói rằng Nga có 600 tỷ đô la nằm ở bên Hoa Kỳ và Anh Quốc yêu cầu lấy tiền ở bên đó để bù vào số trăm triệu. Nhưng Hoa Kỳ công khai tuyên bố không cho phép ai đụng đến cái số tiền của Nga vì sẽ được dùng để sau này tái thiết nước Ukraine. Do đó Nga trở thành một con nợ không có tiền trả. Cơ quan lượng giá quốc tế mới gọi Nga bây giờ là một selective default. Tức là những cái người mà đã gọi là quyệt nợ một cách bất đắc dĩ và họ cho 30 ngày 30 day grace period đến ngày mùng 4 tháng 5 mà không trả được thì họ sẽ tuyên bố rõ ràng Nga là bankruptcy và là default. Bởi vậy cho nên tàu cũng sợ quá. Đồng thời thế giới đe dọa tàu cẩm bình trong đó Hoa Kỳ cũng có, Anh Quốc cũng có, Đức cũng có, Nhật cũng có chú mày mà lạng quạng còn chơi với ông Putin là ta sẽ cúp luôn là kinh tế của chú mày. Mà quý vị biết là Cộng sản giờ phút nào cũng là cái tên đói tiền. Chúng ta phải dùng cái chữ Cộng sản nó gọi là khát tiền. Tập cả mình khát đô la. Rồi Putin cũng thèm đô la. Còn những cái tên Hun Sen, những cái tên cả chớn đầy tớ của Tập cả mình không đáng kể. Thế thì thế giới bảo ôi chứ tại sao mà lại tàu cộng nó có hàng chục ngàn đô la mà nó sợ gì là thưa với quý vị đồng tiền của tập Cẩm bình sở dĩ hôm nay mà có ở trong túi nghe nó ấm ấm đó là do hoa kỳ giúp đỡ từ thời bill clinton cho đến thời Bush cha Bush con đến thời obama chúng nó được ăn tiền và chúng nó nương cho tập Cẩm bình đó là đồng tiền sương máu bởi vệ ông tổng thống Zelensky nói một câu rằng là thế giới mà cầm đồng tiền của Putin mà để lờ lý cho dân của Ukraine chết một cách oan uổng và thế giới đang cầm đồng tiền máu bàn tay của quý vị đang dính máu của nhân dân Ukraine với những câu nói đó những người của tư bản họ không nỡ lòng quay lưng lại với Ukraine bởi vậy cho nên hàng loạt quốc gia trên thế giới đã mời tổng thống Zelensky nói chuyện với quốc hội và đây cũng là cái công của ông Elon Musk. Nếu không có Elon Musk, không có Stalin, không có Stalin thì không có internet. Zelensky mù và điếc vì không được nối với bên ngoài. Đằng này hôm nay nói chuyện với anh, ngày mai nói chuyện với Pháp, ngày mốt nói chuyện với Đức, ngày kia nói chuyện với Hoa Kỳ. Hôm nay đến lượt Nam Hàn. Chỉ có những cái quốc gia nghèo đói, rốt nát thì Zelensky mới không để ý tới. Thế thì đây là một trong những cái thành công Bởi vậy cho nên 30 quốc gia trên thế giới người ta hùa vào người ta đóng tiền Ngày hôm qua bà Ursula của Liên minh Âu Châu nói rằng Chúng tôi đang lập ra một cái ngân khoản đặc biệt Một cái account đặc biệt để quyên góp tiền Để cứu trợ cho chính phủ nhân dân Ukraine Ngoài cái chính sách của 327 quốc gia Liên minh Âu Châu Với 11 tỷ euro đã có sẵn sàng cung cấp cho ông Zelensky. Đó là một cái tài khoản về cái vấn đề giống như cá nhân gọi là GoFundMe. Quyên góp bất cứ những người muốn giúp đỡ Ukraine trong vòng chưa đầy 24 giờ bà tuyên bố. Cái tài khoản về vấn đề cứu trợ do các cá nhân và công ty của các quốc gia đã quyên được 256 triệu đô la sẵn sàng để mua võ khí, cũng như là mua những cái loại áo, áo giáp cho lính, rồi cung cấp telephone, cung cấp các cái vật liệu về Internet. Thì quý vị thấy rằng Úc Điên là một quốc gia đánh nhau về mùa, là nhà giàu, và cái người nghèo là, là Putin. Thì làm sao mà tàu cộng không sợ? Bởi vậy cho nên tàu cộng nó nói một rõ ràng. Có một uh, cán ngố đặc trách về nhân quyền của tàu cộng nói rằng là Tàu cộng thật ra không phải là đứng về phía nghe mà chỉ muốn nói chờ xem cái cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu. Đấy. Vì vậy cho nên cái đại hội 20 trong mùa thu năm năm nay của Cộng sản Tàu đang đưa ra cái đề tài chính yếu là sự hợp tác của thế giới đối với dân tộc Ukraine. Ngày 8 tháng 4, một tên cán ngỗ tàu tên là Ngô Tắc Lai, nói với tờ báo của Hòa Lan Dutch Weyhe bài bình luận của tàu cộng của thế giới mà lên án tàu cộng chơi với Putin đó là một sự sai lầm và không hiểu tàu cộng. Tàu cộng là một quốc gia luôn luôn đứng về phe của nhân loại, đứng về phe của công lý. Quý vị thấy chúng nó xạo, xạo xịn không? Miệng lưỡi của Cộng sản. Khi sự tức giận của quốc tế về Nga đánh Ukraine bùng lên Lập trường thân Nga của Tàu Cộng liên tục bị thế giới chỉ trích. Vì vậy cho nên Tập Cẩm Bình sẽ bỏ cái quy tắc lãnh đạo cao nhất chỉ hai nhiệm kỳ bằng cách tiếp tục tại vì nhiệm kỳ thứ ba trong đại hội 20. Bởi vì quý vị biết rằng là thằng Cộng sản Tàu như, như là Tập Cẩm Bình hay là Chu Hun Sen của Cắm Bú Chìa hay là Putin đây là những cái tên cán ngũ khát máu và khát đô la. Đồng thời chuyên nói đến vấn đề khát gái. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa. Cho nên chúng nó cố gắng bằng mọi giá ngồi cho đến lúc mà chúng nó bị giết hoặc là chúng nó bị đẩy ra khỏi những cái ghế lãnh đạo hay là đảng của chúng nó bị tiêu diệt. Theo như hãng thơ truyền hình của Nhật Bản Tokyo Shimbun cho biết là tàu cộng vẫn tiếp tục xâm nhập vào vùng lãnh hải của nước Nhật. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho biết là bốn tàu của tàu cộng đã đi vào vùng lãnh hải ngoài khơi của đảo Senkaku. Tướng tàu gọi là Điếu Ngư vào sáng ngày 12. Nhưng mà khi thấy tàu của Nhật thì chúng đã la chạy. Quý vị đã thấy chưa? Thấy hèn chứ. Đối với những nước nghèo Campuchia thì chúng nó bắt nạt. Dân của Campuchia đánh cá ra là nó giết nó bắt rồi hun sen cộng sản của campuchia đâu có dám nói là tàu cộng bắt nói là cái tàu lạ tiếng nói của những cái nước mà gọi là đàn em đầy tớ của một tàu cộng vô duyên không dám nói là tàu cộng sản mà nói là tàu lạ rồi không dám nói rằng là tàu cộng đã tấn công mà nói là tàu lạ tấn công vì thế cho nên tập cộng mình nó tưởng nó ngon nhưng mà khi nó bị nhật nó xong rồi quý vị đừng bao giờ quên trên thế giới này hai dân tộc mà làm cho thế giới sợ thứ nhất là dân tộc nhật bản bởi vì chưa có một quốc gia nào dám châu chấu đá xe đánh nước mỹ hơn nửa thế kỷ trước mà chỉ có nhật bản đánh mỹ ở chân châu cảng làm cho gần 3.000 người mỹ bị chết đó là dân tộc phù tan cho nên tập cầm bình giờ này không dám hó hé với tàu ạ với với Nhật Bản Về sức người cũng không bằng Nhật Bản Về quân đội lại càng không bằng Nhật Bản Là vì quý vị biết 45.000 quân của Mỹ đóng ở Nhật Tức là quân đội của Nhật Không bao giờ mà một tàu mà có thể tấn công được Một tàu của Mỹ ở Đông Biển Lâm đâu Nếu nó chiếm được thì nó đánh lâu rồi vì thế cho nên nó chỉ có là la làng Nó gọi là gà cục tác thôi Không có làm được cái gì cả Và bây giờ Cứ lâu lâu nó đưa vài chiếc tàu vào cái đảo Senkaku Nó làm cho những cơ quan truyền thông lên tiếng Để cho nó còn đây Muôn đời Nhật Bản không bao giờ sợ Tập cầm Bình cái nghèo mà cái bé như là Loan mà nó coi Nhật Tập Cầm mình cũng ra cái trò gì. Cho nên những cái tên cán ngỗ mà đi theo lời tuyên truyền của Cộng sản đều là những cái tên chăn trâu chăn bò không đáng kể. Cái quan trọng nhất của thế giới là Putin. Putin giờ này còn có số ngàn quả bom nguyên tử, bom hóa học thì vô kể. Còn không dám nghênh ngang thì đừng nói gì Tập Cầm Bình sợ từ cái thằng trẻ con nó sợ lên. Đó là Sợ thằng Bắc Hàn, sợ thằng Đài Loan, chứ đừng nói đến sợ Nhật Bản. Lực lượng quần uh, duyên của Nhật Bản cho hay rằng đây là lần thứ 6 trong hai tuần lễ tàu cộng lén lút đi vào đảo Senkaku và mỗi lần thấy bóng dáng của tàu Nhật Bản thì chúng nó lại chạy. Đấy là cái hèn của những cái kẻ gọi là lén lút đi ăn trộm, có vậy thôi. Trên thực tế thì Bộ Ngoại giao của Nhật Bản đã công khai những dữ liệu liên quan tới chủ quyền của Nhật Bản. Và Nhật Bản nói một câu rằng nếu Tàu Cộng đủ can đảm hãy ngồi xuống bàn và nói chuyện với Nhật Bản về đảo Senkaku. Nhật Bản không phải là quốc gia chư hầu của Cộng sản. Nó muốn chiếm Hoàng Sa Trường Sa mà rồi nó không dám nói một cách công khai. Nhưng mà nó lại đem quân tới nó ở. Còn đối với Senkaku, tàu không bao giờ dám đậu chiếc tàu của tàu cộng vào đảo Senkaku. Chứ đừng nói vấn đề mà đem quân đội. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.